chiếc máy bay này bữa nay nó sơn xong rồi nha bạn. Sơn phần dưới cánh rồi xong hết rồi đó. Rồi nó ráp đồ vô thôi. Mai nó lột giấy rồi ra nữa là xong hết, hoàn tất hết luôn á. Sơn xong đó thì nó phải tắt đèn bớt. Tại vì để nhiều quá thì con bồ hông nó bay vô nó rớt xuống thì nó dính vô trong cái sơn, cho nên phải tắt đèn bớt, đừng có để đèn sáng. Nó là vậy.